Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít ruột đỏ cập nhật trưa ngày 1 tháng 10 2024 giá tăng. Kênh cập nhật liền để bà con tiện tham khảo nha. Thương lái mua mít ruột đỏ Indo lá bầu, giá này áp dụng mua tại vườn. Mít nhất 71.000 đồng một ký, trái lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì 61.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký trở lên. Mít 3 giá 23.000 đồng một ký và mít chợ giá 20 cho tới 21.000 đồng. Ngoài giá mít ruột đỏ, kênh còn cập nhật giá những loại nông sản khác. Bà con có thể đón theo dõi bằng cách nhấn vào nút đăng ký nha. Xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.